Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo, Nam mô Đại nguyện Địa tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tuyên hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Đức Phật Thầy Đức Quỳnh Giáo chủ, Nam mô Hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con thưa Tam bảo, chư Phật Bồ Tát và các ngài, hôm nay con thanh ngân xin được phát tâm đọc tụng bài kệ Trung phẩm thứ 12, Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn nguyện ạ. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc chồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình. Cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu. Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào. Dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được công nuôi lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sốt mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các họa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xin lòng ân trọng cự ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng gió luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, tức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà quả quạng người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Chúc lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác tẩy tiêu ngay. Dẫn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc quy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan cũng không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, trọng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bảo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 12 hết. Nguyện đem toàn bộ công đức mà con vừa đọc tụng bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được bao nhiêu phước lành, con xin được hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác đương nơi công đức này mà được tiêu trừ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, phước đức thiện căn tăng trưởng, kết nhân duyên lành với Tam Bảo, với Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát. Khởi tâm yêu thương, hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Con xin tạ ơn Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát và các ngài đã thương xót gia hộ cho con đọc tụng bài kệ được viên mãn ạ. Ha ha ha,